Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 03 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Đáng chú ý, đối với bác sĩ cao cấp hạng nhất, về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng trước đây yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4, B2 trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Tuy nhiên, tại thông tư 03 mới sửa đổi chỉ yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 hoặc tiến sĩ nhóm ngành y học, trừ ngành y học dự phòng, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 hoặc tiến sĩ ngành răng hàm mặt, phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dùng cho các hạng chức danh bác sĩ. Theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5, chứng cứ phạt nguội sẽ được chuyển về công an của địa phương nơi người vi phạm cư trú để ra quyết định xử phạt. Người dân không phải đi xa để đóng phạt. Thời gian xử lý phạt nguội tăng lên 10 ngày thay vì 5 ngày như hiện tại. Trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền sẽ xử phạt trong thời hạn 10 ngày. Kết quả phạt nguội cũng được gửi đến cơ quan công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ xác định thông tin về phương tiện, chủ xe, tổ chức cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.